Suricru xuất hiện khuyết điểm khó chối trên gương mặt, visual và người mê giờ ra sao? Mới đây, cánh săn ảnh có bắt gặp Suricru khi cô cùng bạn xuống phố đi dạo. Trong hình, con gái Tom Cruise diện một chiếc áo len kết hợp với áo khoác rộng sành điệu, cùng quần jean ống loe và giày thể thao khỏe khoắn. Đáng chú ý ở bức hình chụp cận, công chúng có thể thấy rõ được gương mặt của Suricru nổi khá nhiều mụn cũng như vết thâm. Cô bé cũng đã dùng miếng dán để che bớt khuyết điểm này. Chỉ cần nhìn gương mặt đầy mụn của Suricru, công chúng đều biết rằng cô bé đang bước vào tuổi dậy thì. Điều này là khó tránh khỏi. Dù gương mặt có nhiều mụn nhưng cũng không làm ảnh hưởng tới ngoại hình xinh xắn và nổi bật của Suricru. Con gái Tom Cruise vẫn tỏa sáng khi bước xuống phố nhờ gương mặt đẹp cùng vóc dáng cao ráo, thanh thoát, chẳng kém gì người mẫu. Sinh năm 2006, Suricru là con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise cùng vợ cũ Katie Holmes. Chính vì lý do đó mà ngay từ khi mới sinh, mọi thông tin liên quan tới Suricru đều được công chúng và giới truyền thông săn đón. Là con ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise, nên ngay từ bé, Suricru đã được công chúng đặt cho biệt danh Công chúa Hollywood. Mỗi khi ra đường, cô bé đều diện những trang phục hàng hiệu sành điệu nhất và trở thành tiêu điểm của cánh săn ảnh. Sau khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn, Suricru hoàn toàn không nhận được sự quan tâm chăm sóc từ bố. Cách đây không lâu, truyền thông Hollywood đưa tin Suricru rất muốn đến sống với cha vì không hài lòng về chuyện Katie Holmes hẹn hò. Một nguồn tin tiết lộ vợ cũ của Tom Cruise đi chơi cùng con gái hàng ngày, nhưng mọi thứ đã thay đổi kể từ khi cô hẹn hò với đầu bếp Emilio Vitolo. Trong khi đó, nam diễn viên được cho là rất hào hứng với việc con gái chuyển đến sống cùng anh ở Florida vì Katie luôn quản lý Suri rất chặt. Tạp chí cho biết Suri không hài lòng khi nhìn thấy mẹ và bạn trai hôn nhau ở góc phố. Tuy nhiên, trên thực tế, nữ diễn viên First Daughter đã chia tay với đầu bếp trẻ hồi tháng 5 vừa qua và vẫn sống hạnh phúc cùng con gái. Bên cạnh đó, Tom Cruise đang ở Anh để quay phần 7 của bom tấn Mission Impossible và không có khả năng đón con gái đến Florida, Mỹ. Trang Gossip Corp đã bác bỏ thông tin trên vì chưa đủ bằng chứng đáng tin cậy. Là cô con gái ruột duy nhất của tài tử Tom Cruise và Katie Holmes, Suricru được công chúng quan tâm và chú ý không kém gì cặp bố mẹ nổi tiếng. Từng là cô công chúa cành vàng lá ngọc sống trong nhung lụa, nhưng cuộc sống của Suri đã thay đổi kể từ khi bố mẹ ly hôn. Không chỉ mất đi hào quang, cô còn phải sống thiếu tình thương của bố trong suốt 9 năm trời, thậm chí không một lần gặp mặt. Suricru chào đời vào tháng 4 năm 2006, khoảng vài tháng trước khi đám cưới của Tom Cruise diễn ra. Tom Cruise và vợ đều vô cùng cưng chiều cô con gái đầu lòng, không ngần ngại khoe con trước ống kính máy ảnh. Cả gia đình thường xuyên đi du lịch khắp thế giới, tham dự nhiều sự kiện lớn khiến công chúng không khỏi ngưỡng mộ. Suri trở thành cô công chúa Hollywood, sống trong nhung lụa, có bố mẹ giàu có và nổi tiếng. Càng lớn, Suri càng xinh xắn và khiến Tom Cruise hết sức tự hào. Cô bé cũng trở thành nhân vật được các thương hiệu thời trang trẻ em săn đón nhờ danh tiếng cùng ngoại hình đẹp. Con gái tài tử Top Gun thường xuyên được mặc đồ hiệu, đi dự tiệc và có nhiều bảo mẫu, vệ sĩ đi theo để che chở chăm sóc. Những ngày còn nhỏ, Suri đã sống như một công chúa thật sự, có kẻ hầu người hạ và được ăn ngon mặc đẹp. Tháng 7 năm 2012, khi Tom Cruise và Katie Holmes ly hôn cũng là lúc Suri mất đi tòa lâu đài lộng lẫy cùng ánh hào quang của một công chúa. Theo tờ People, Katie giành được quyền giám hộ chính đối với Suri, trong khi Tom được cấp quyền thăm nom. Vì không muốn con gái theo đạo của Tom, Katie kiên quyết thuê nhiều luật sư để giành quyền nuôi con. Hai mẹ con Katie chuyển đến New York sinh sống và bắt đầu cuộc sống mới khi Suri mới chỉ 6 tuổi. Từ ngọc nữ sống trong nhung lụa, Suri bắt đầu di chuyển bằng phương tiện công cộng như xe buýt, tàu điện ngầm mà không có bảo vệ hay bảo mẫu đi cùng. Katie cho con học ở một trường học bình thường và Suri cũng trở thành một học sinh bình thường như bao đứa trẻ khác. Cô bé được mẹ dạy phải sống lương thiện, nhân hậu và yêu thương mọi người. Con gái Tom Cruise từng gây sốc khi đứng bên lề đường bán nước chanh để làm từ thiện. Sự thay đổi của cô bé khiến khán giả vô cùng ngỡ ngàng và xót xa. Tuy nhiên, sau khi rời xa bố, Suri đã trải qua tuổi thơ trọn vẹn mà không bị soi mói, theo dõi quá nhiều. Theo các tài liệu pháp lý, Tom được phép gặp Suri 10 ngày một tháng theo thỏa thuận ly hôn. Thế nhưng trên thực tế, anh có thể thăm con bất cứ khi nào anh muốn. Tuy nhiên, nam diễn viên đã từ chối gặp Suri vì cô bé không theo đạo Scientology. Tom Cruise bị dân tình chỉ trích thậm tệ vì bỏ rơi con gái, quay ngoắt thái độ dù con không hề có lỗi khi anh ly hôn vợ cũ. US Weekly đưa tin về những người đứng đầu giáo phái Scientology không cho phép nên anh không thể gặp hay liên lạc với con gái. Dù là nam diễn viên được trả lương cao nhất thế giới, Tom Cruise không gặp lại con một lần nào và cũng không trợ cấp cho hai mẹ con Katie. Người bố yêu chiều con gái ngày nào lại như biến thành một người khác, bị chỉ trích vì quá trung thành với giáo phái kia mà bỏ bê con gái. Tom Cruise gần như đã từ chối nghĩa vụ làm cha, cho dù trước đây anh từng yêu thương con gái hơn bất cứ điều gì khác. Thế nhưng không vì thế mà cuộc sống của Suri rơi vào tăm tối. Katie Holmes luôn bầu bạn chăm sóc cho con và khiến cuộc sống của cô bé trở nên ấm áp và tràn đầy những điều tích cực.